Rồi bác Thành ăn miếng bé thế. Mất của đi. Qua miếng cơm to để đi quần rồi quay nè, đừng quay nhau nào. Quay nhau không? Miếng cơm to ăn nào? Xúc miếng cơm to ăn để đi quay nhất nó đẹp. Ui xấu quá. Một hai ba cắt. Ôi. Xúc tiệm bỏ mồm, ngắn lên, nhanh lên. Giờ bé không uống rồi. Sau này lên giám đốc mà uống. Như anh Trung rồi thì uống được. Giỏi quá. Nó chưa? Thôi thì đã. Giờ, bà thôi thì ngon lắm. Thôi bà cũng ngon hơn. Kíp kíp, tóm. Bà ngồi đây mà ngon. Còn vậy.